giới thiệu với mọi người, đây là hai cái module được sử dụng trong quá trình làm dịch chuyển quế. Đây là cái module thứ nhất là máy thủy phân dịch chuyển quế, hay gọi là máy khuấy gia nhiệt trong ngành dịch chuyển đang đã được thủy phân xong. Bộ điều khiển thứ hai là máy rửa trùng, đây là cái đầu vào, rồi một cái máng bỏ trùng vào, bánh răng chụp để làm cái lòng quay nó quay, motor được bao bọc kỹ để không có nước vào chụp. Đây là cái lòng quay, cái lòng quay có kích thước lỗ như thế này, không cho trùng ra ngoài. Và những cặn lơ lửng hiện phụ sẽ được thoát ra bên ngoài theo hai cái đường xả. Xả ngang bên hông, những cái chất rắn lơ lửng nổi sẽ ra cái đường này. Và những cái chất cặn bã lắng đáy sẽ ra cái vòi này, đi ra bên ngoài theo cái đường ống dẫn. Và cái nước này chúng ta có thể tái chế sử dụng để làm phân bón gốc cũng khá là tốt. Đây là đầu ra của cái lồng vây. Bên trong của lồng vây là những cái khía cạnh xoắn ốc để nó xoắn theo hình chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Cùng chiều kim đồng hồ là nó sẽ cho trùng đảo trộn đều và rửa sạch, còn ngược chiều kim đồng hồ là nó sẽ đẩy trùng ra ngoài. Thì cái miệng này, đây là cái dụng cụ hứng.